Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn cho các bạn cách để nhận cái con USDR các bạn. Cái con này nó giống như con EUSD và tổng cung nó khoảng 500 triệu thôi nha các bạn nha. Và các bạn khi các bạn claim xong các bạn cũng nhận được 200 USDT USDR nha các bạn nha. Thì được định giá là một USDR nó tầm khoảng 0.6 USD nha. Thì cái kèo này mình nghĩ là nó còn ngon hơn cả con EUSD các bạn. Cho nên là các bạn hãy tranh thủ làm con này nhanh nha. Và cái cách claim này cũng giống như con kia nha. Thì bây giờ để đỡ tốn thời gian thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim nha. Các bạn cứ làm y chang như vậy là được ha. Một cách chi tiết nha các bạn nha. Ở đây cũng có contract của nó và có số hợp phần ha. Phí thì 0.2 đô nha các bạn nha, một lần claim. Rồi. Bây giờ mình sẽ claim nha các bạn, xem từng bước và làm theo nha. Đầu tiên là cái đường link này mình sẽ để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên của video nha các bạn nha. Các bạn ủng hộ mình bằng cách click copy link này nha, đè vào các bạn. Sau đó bấm copy. Rồi cái đó bạn mở phía trên lên nha. Rồi mở phía trên lên, sau đó các bạn vào đáp nha các bạn nha. Rồi các bạn đè vào cái ô tìm kiếm, các bạn bấm dán vào. Để mình chuyển sang cái màu trắng các bạn, màu đen không thấy được. Rồi đè vô dán ha. Sau đó các bạn bấm enter cho mình nha. Rồi các bạn chọn sang cái mạng smart chain nha các bạn. Đó ha, nó ra giao diện thế này ha, các bạn có thể tìm hiểu thêm nha ha, các bạn lướt các bạn xem nha. Đó các bạn có thể mua ít nhất là 0.01 BNB nha các bạn nha. 0.01 BNB các bạn được 5.000 USDR nha các bạn nha. Và mua rẻ ít nhất là 0.01 BNB cho đến là 10 BNB là mắc nha, là lớn nhất ha. Cái này nó sẽ list lên sàn PancakeSwap các bạn vào 30 tháng 6 năm 2021. Tức là còn khoảng 9 ngày nữa cho các bạn nha. Và mời một người bạn sẽ được nhận 100% bonus nha các bạn nha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi claim đấy các bạn. Các bạn bấm một claim nha. Khi kết nối ví rồi các bạn bấm một claim Europe nha. Bấm vào đây. Rồi các bạn bấm kết nối. Rồi cái phí giao dịch ở đây là 0.18 nha các bạn, chứ không phải 0.2 nha. Như trên bài giới thiệu thì 0.2 nhưng đây là 0.18 nha. Sau đó các bạn bấm chấp thuận cho mình nha. Rồi bấm xác thực các bạn. Rồi sau đó thì các bạn xem là qua ví rồi nó có chưa. Các bạn hãy tắt nó đi. Các bạn bấm qua ví. Các bạn lúc trước là chưa thấy đúng không? Thì các bạn đi vào cái Telegram của mình ha. Mình để Telegram có cái contract của nó các bạn. Các bạn copy cái contract của nó. Copy contract của nó các bạn. Sao chép. Rồi. Các bạn quay ra. Các bạn đi vào Trust Wallet nha. Rồi các bạn đi vào cái dấu này các bạn. Các bạn đè vô ô tìm kiếm nha. Đó dán. Đó thì nó ra luôn các bạn. Nó có sẵn rồi, mình không cần phải thêm nữa ha. Thì cái này các bạn sau đó các bạn hãy bấm vào cái nút này kéo ra nè các bạn. Bấm vào kéo ra. Rồi. Như vậy các bạn quay ra. Rồi các bạn sẽ được nhận 200 USDR nha các bạn. Cái kèo này các bạn cứ tranh thủ làm nhanh nha, còn có 9 ngày nữa là hết rồi. Rồi. Đơn giản như vậy thôi các bạn. Tiếp theo là các bạn muốn lấy được cái đường link giới thiệu của nó thì các bạn hãy đi vào cái smart chain này các bạn. Smart chain nha. Nó giống như con trước thôi. Sau đó các bạn bấm một copy giúp mình.
Rồi, các bạn quay lại đáp. Rồi. Các bạn chọn là hai cái dòng này cũng được. Rồi, sau đó các bạn kéo lên. Ha, các bạn cái dòng get your referral cleaner. Ha, nó kêu là enter bếp 20 address, thì các bạn thêm cái địa chỉ BNB Smart Chain vào. Sau đó các bạn bấm get link nha. Bấm get link các bạn. Rồi. Sau đó các bạn bấm cái copy nè. Copy là bị dán trên các mạng xã hội để mà giới thiệu cho người ta đăng ký link các bạn cũng nhận được 200 USDR nha các bạn nha. Rồi. Copy. Sau đó các bạn đi ra nha. Đó, thì đây chính là cái đường link mà mình giới thiệu của mình nha các bạn. Các bạn ủng hộ mình bằng cách sử dụng đường link này. Rồi. Rất đơn giản như vậy thôi các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái vụ này các bạn. Thì dạo này nó rất là nhiều những người họ hacker, họ hack các tài khoản trade wallet của bạn á các bạn, mà mình đã bị rồi nha. Thì mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Các bạn hãy vào ví nè. Đó. Rồi các bạn đi qua các bạn thấy không? Tất cả những cái con của mình bây giờ MAS token nè, ISO nè, AI nè, tất cả đều bằng không các bạn. Là lý do là mình bị hack. Bị hack nha. Đó, hack các bạn. Còn cái con này 70 là do người ta đăng ký sao cho nên là có các bạn. Rồi. Dory hack không kịp các bạn. Rồi cái này hack không kịp nè. Rồi. Dogbox bị hack nè. Meta Network bị hack nè các bạn. Đó, bị hack rất là nhiều. Đó thì đây, BHX cũng bị hack luôn các bạn. Đó. Cho nên là các bạn mà nếu mà không để ý các bạn sẽ bị hack luôn nha các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách để các bạn bảo mật nè. Các bạn sau khi các bạn đáp xong, tức là các bạn đáp xong thì lập tức các bạn phải xóa hết cái dòng lịch sử này ha. Không xóa là nó đang kết nối với các bạn, tức là các website nó đang nói cái kết nối với các bạn, người ta có cho phép, có quyền đi vào đó rút hay là thêm vào đều được. Nhưng mà thường người ta rút ra thôi, người ta không thêm vào cho các bạn á. Nên tất cả các bạn, cái token các bạn có sẽ bị rút hết nha. Thì cách đầu tiên là các bạn xóa đi. Mình sẽ nói trong video khác nha. Ngay tạm thời mình chỉ các bạn cách đơn giản nhất là các bạn xóa xem tất cả. Xóa xem tất cả nha. Rồi các bạn xóa hết. Bấm vào đây. Xóa hết các bạn nha. Đừng cho người ta kết nối vào ví các bạn nha. Bấm vào đây xóa hết. Rồi đồng ý các bạn. Đó. Là như vậy là không có cách nào người ta kết nối vào ví được nha các bạn nha. Đó là cái cách đơn giản nhất. Mình sẽ làm video này khác. Riêng cái video này. Để mà chỉ cho các bạn cách bảo mật cái ví trade wallet lại. Nhưng mà trước tiên các bạn làm một cái thao tác đơn giản. Sau khi các bạn đáp xong, claim xong, các bạn xóa hết nha. Không để lại bất kỳ dấu vết gì trên cái lịch sử nha. Tại vì còn để lại nó sẽ còn no kết nối với ví các bạn là người ta rút hết á. Và mình đã bị rút hết rồi đó. Cho nên là mình sẽ nói cho các bạn biết ha, để các bạn lưu ý cái vấn đề này nha. Rồi. Mình sẽ làm cái video bảo mật sau nha các bạn nha. Còn bây giờ nếu mà làm nữa thì cái video này rất là dài ha. Rồi, nếu có gì không hiểu bạn có thể bình luận dưới video nha các bạn. Mình sẽ đáp cho các bạn nha. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình nha các bạn. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.